Vâng, với video tiếp theo thì em sẽ test thử một cặp loa BMW 350V MK Mark 2 để gửi đến cho bác Nguyễn Bá Vương, bác ở Hải Dương. Và một trong những sản phẩm nó rất hay, rất chất lượng nên là được rất nhiều những các bác ưa thích, và đặc biệt của bác Nguyễn Bá Vương này thì bác cũng đã tin tưởng và đặt lên cao trung và cũng đã chuyển đủ số tiền của đôi loa BMW 350V này từ giữa tuần cơ, và bác hẹn bên cao su đến tận sang ngày chủ nhật thì bác mới nhận được hàng, thì vào trong sáng ngày chủ nhật em sẽ chuyển hàng sớm cho bác để bác được nhận hàng sớm nhất trong ngày nghỉ của bác. Và giờ đây em sẽ test thử chất âm của dòng loa này để gửi đến bác Nguyễn Bá Vương và toàn thể các bác trên mọi miền tổ quốc thưởng thức chất âm của dòng loa này. Và một trong những sản phẩm nó rất hay, rất chất lượng, và những sản phẩm bên em đã vệ sinh tiền con lại để cho nó đẹp hơn, thì nó đã được rất bắt mắt nhé. Hình thức thì nó là rất bắt mắt, ngoại hình của nó thì không thể chê vào đâu được, và chất âm của nó thì lại càng mượt hơn. Em sẽ test thử chất âm để mời bác toàn thể các bác cùng thưởng thức nhé. Nhiều nét đôi thay tương mãi rêu mờ. Vàng trong nỗi niềm nhung nhớ, có ai đi thương về
âm của sản phẩm loa BMW có model là 350V, chất âm nó rất hay, rất mượt và rất ngọt, những tiếng tép của nó nghe rất đanh tiếng và rất bay tiếng, rất sang tiếng luôn. Với những sản phẩm loa rất chất lượng này thì bên em cũng có rất nhiều. Bác nào mà có nhu cầu đam mê về những dòng loa BMW được sản xuất tại bên Nhật Bản thì các bác hãy liên hệ với Cao Trung qua hai số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962 355 39, bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, em cũng xin cảm ơn toàn thể các bác đã chú ý theo dõi đoạn clip trên. Các bác có nhu cầu thì cứ alo cho em nhé.